Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đến đất liền, cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ sáng sớm ngày 7 tháng 9 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa các nơi phổ biến như các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Quái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, 200 đến 380 mm, có nơi trên 450 mm. Các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên từ 180 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng dông lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các ban, sở, ngành và các địa phương, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện theo công điện về việc ứng phó với bão số 3 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Các địa phương triển khai đầy đủ các phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra ở các địa phương về triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão số 3. Các xã, phường, thị trấn hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chủ động phòng chống bão. Ban quản lý các khu công nghiệp, sở công thương thông báo cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có phương án ứng phó với bão. Các sở, ngành theo lĩnh vực được giao chuẩn bị các điều kiện để ứng phó trước, trong và sau cơn bão. Cùng với đó, khuyến cáo người dân thu hoạch hoa màu, bảo vệ cây trồng, chuồng trại, nuôi trồng thủy sản.